Ngân hàng nhà nước vừa thông báo tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SCC vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 5. Cụ thể, tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88,6 triệu đồng một lượng, khối lượng một lô là 100 lượng. Tại lần đấu thầu này, Ngân hàng nhà nước cho biết khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương với 500 lượng.